nó cũng đỡ. Chắc tay. Thủ công là làm thợ gì? Em nặn chum vải. À, hay giỏi quá nhỉ. Móng tay hỏng hết. Vâng. Em uống cái thuốc gì ấy, sao nó bị này? Thuốc gì? Cái ông làng uống mua cái thuốc bột ấy, uống. Xong dạ em không uống nữa thì là móng tay nó lại đỡ. Hỏng hết móng tay. Nhưng mà làm cái này phải phải ấy cơ đúng không? Phải, dạ. Phải tự tay làm chứ không đi găng được đúng không? Chị theo lửa chứ. Có bị chị cái dị ứng với thuốc gì không? Có dị ứng với gì không? Ăn uống có dị ứng với gì không? Em chỉ có dị ứng chai, chai đồng thôi. Con chai ấy, ăn vào nó hay đau bụng. Chưa thấy dị ứng gì. Không đau dạ dày tá tràng gì. Vâng. Chị ăn sáng chưa? Em mới ăn. Này nhé, này chỉ ngoài cái chỉ ra thì cứ sau 2 tuần nó cứ chỉ lại một lần nhé, đấy thì nó khỏi thôi. Cái bệnh của chị thì nói chung là hiện tại bây giờ trong cái tình trạng của chị chưa nguy không nguy hiểm đến tính mạng cả, nhưng mà để lâu thì có lẽ nó cũng không ổn nếu không điều trị, nếu mà dẫn đến teo cơ cứng khớp vân vân hoặc là rối loạn nhĩ tiện, tiền tiện đại tiện vân vân, thì cái đấy là quan trọng. Thứ hai là nó đau đớn thế thì nó làm ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt cuộc sống, thì điều trị thì bình thường không vấn đề gì. Thế nhưng ngoài cái chỉ ra chị lên uống thuốc đông y thôi, hàng ngày chị sắc được không? Vâng. Sắc được. Thì theo tôi chị sắc thuốc uống nhá, chứ không. Những cái chỉ này là tác động tại chỗ, nhưng uống thuốc thì có được toàn thân và kéo dài được nhé. Thì là hai cái nó hiệp đồng với nhau thì tác dụng tốt hơn rất là nhiều. Và khi uống thuốc vào là kích thích cơ thể, cái chỉ là kích thích cơ thể thì các cái ổn định. Với hai là của chị nghề thì chắc là phải ngồi nhiều, nên bê mang phát nặng hay thì cúi, bê nặng hay thì cúi nhiều thì cũng tiên chị một điều là chị đi đeo không nên đeo đai lưng nhé. Luôn cứ đeo đai lưng. Cái đeo đai lưng em biết không? Cái đấy em có. Ừ, có rồi thì em đeo thì khó cho anh nhé. Nhiều người không có đâu, bảo không mua đâu đâu, ra hiệu thuốc mua có thứ rồi cùng hàng nọ hàng kia nó chọn nó ôm lên. Hai cái ổn định kinh nguyệt chữa đều không? Em có. Đều. Hiện tại giờ không được đâu. Em không. Không. Thế thôi nhá, thì cứ sau 2 tuần thì đây một lần nhé, cứ vào thứ 7 nhé. Thế chỉ vào cứ chỉ luôn sớm rồi cho người khác làm tiếp. Thế. Chị lấy 10 thang nhé. Lần đầu lấy 10 thang đã nhé. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông, nên quý vị hãy gọi tới số 098-377-470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của phòng khám Hải Thượng Lãn Ông, nên có nhiều người đã giả danh phòng khám để bán thuốc kém chất lượng. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấychỉ.vn.